những cái cảnh hùng của Khoa với lại Tú thì các bạn đang rất quan tâm là cảnh đó là hung thiệt hay là do An Giang góc máy. An Giang gì được? Không, tại có những cái đoạn mình có thể nghĩ rằng là An Giang được không? Tại vì bạn không biết bạn đang hỏi. Nếu mà mọi người nghĩ được là An Giang thì chắc là An Giang đi. An Giang á. Em nghĩ vậy nè, nếu mà anh Huy hỏi câu đó thì là các bạn này chưa xem. À. Còn nếu mấy bạn đã xem rồi thì mấy bạn chắc chắn sẽ biết là hung thiệt hay hung giả. À. Tại vì cái góc quay cái nụ hôn đó là bữa đó em có xem mà, và lúc đó nếu mà được em sẽ lấy điện thoại để em quay lại, nhưng mà trong rạp đâu cho đâu. Em quay lại để mỗi đêm em sẽ ngồi em xem. Cái nụ hôn rất là kiểu nó rất là ướt át, nó rất là nhiễu nhạo. Ừ. Gì dữ vậy? Nói chung là giống như ăn xoài á. Trời ơi, cái diễn đó là nhiễu nhạo. Tự nhiên anh nói có giờ anh có thử thách liền luôn á. Dạ không à. Cho Tú là dạ không à. Dạ không à. Dạ không à. Cái đó là hai nhân vật Bình An với Mến. Dạ cái đó là Tú là không. Em với Tú hôn nhau là em ói. Hai đứa ói xà xà luôn. Tại vì thí dụ bây giờ em nghĩ trong phim á thì mình làm được, còn ở đây mà tự nhiên hai anh hôn nhau rất là kỳ. Thì hai anh thay phiên hôn nhau. Mình cũng có thể mình mà. Đoán được luôn á, mình đoán là Xu nói cái gì tiếp theo luôn á. Dài thôi bây giờ vậy đi, tại vì thật ra đó. Trong phim á, ở đây mình ngồi 4 người thì trong phim là Khoa với Tú đã hôn rồi thì thôi để nhờ Huy tới Huy nhờ Huy sâu qua câu mới đi, qua câu tiếp theo. Bạn khán giả, bạn Nhung Trần, bạn hỏi như thế này, bạn hỏi rằng là còn anh Tú lúc mà đóng cái cảnh hung với lại anh Khoa á, thì á khi mà xem ở trên phim, bạn gái có ghen khi nhìn thấy cảnh hôn với anh Khoa hay không? Lúc đó hình như là chưa có bạn gái. Sau này thì bây giờ nè, bây giờ người ta coi phim người ta mới biết nè, hiểu chưa? Thì hôm bữa cái buổi premiere Tú có mời gia đình Tú đi coi. Ừ. Trong đó có bạn đó nữa. Ừ. Ngồi kế bên luôn. Lúc đó sao? Tại vì diễn tả lại cái chỗ đó đi ạ. Ngồi run người luôn. Ngồi run cứng người. Ngồi run biết sao đây, biết sao đây, cứ liếc. Thấy không có phản ứng gì hết, thấy cũng kêu tập trung xem phim lắm. Thật ra thì bạn đó có nói chuyện với Khoa. Hôn mấy lần, hay nghĩa là hỏi Khoa hôn mấy lần mà rất là đanh thép kiểu kiểu như cũng là không hiểu tôi ha, ngon à, dạng vậy nhưng mà ý là chắc chưa thấy cái cú tán của cô Mến trong phim tán của cô kia nên dám hỏi vậy. Xong cái coi xong là không hỏi coi nữa. Coi xong hết bộ phim là chắc không dám hỏi nữa. Okay. Chứ thật ra thì bạn cũng rất là dễ thương, bạn cũng biết đó là vai diễn lý, mà vai diễn mà. Với lại gì nữa nè, Khải Như có nói với Khoa là sao thấy hàng này hung nhau thấy quạo quá, kiểu như ghệ mình á, mà kiểu như ghệ mình mà sao đi hung một thằng khác vậy, dạng vậy á. Dạng mà tôi với Khải Như là giỡn với nhau thôi, hiểu không, ý là hai đứa hay kêu ghệ vậy thôi. Thì bà coi bà nói vậy đó. Nó thấy hung một thằng này không khác thấy đừng ngộ lắm. Nhưng mà các bạn khán giả khi mà xem mà các bạn cũng kiểu giống như là hả, nhắn người lại luôn ở trong rạp á, nhắn bạn, người hả? Nhắn người ờ ở kiểu quý người nhắn này lâu lắm rồi tôi mới nghe nha. Thì đó giờ nghe lời em nhớ rồi nha. Rồi, nhắn người đồng nghĩa từ quýu đúng không? Ừ đúng rồi, quýu người lại ở trong rạp thấy cái cảnh hung như vậy. Ok. Nhưng mà khán giả có những bạn để lại comment mà Huy thấy cũng đúng, có nghĩa là mấy bạn nói rằng là cái nhân vật mà của Mến á là một cái nhân vật mà đầy cái sự cam chịu á. Ý là chấp nhận những cái điều mà dù là tồi tệ nhất với mình nhưng vẫn chấp nhận đi theo cái lý tưởng tình yêu đó của mình. Cam chịu vậy nè. Bà không có sự lựa chọn chứ không phải là cam chịu, tại vì khi mà Huy yêu một người nào đó rồi mà mình yêu say đắm, mình dành cả 12 năm thanh xuân cho người đó, tới khi mình biết người đó ngoại tình, thật ra có thể bỏ được nhưng mà vậy nè, mình tiếc, có nghĩa là tiếc công sức mình bỏ ra rồi, người đó ở bên cạnh mình như một thói quen rồi, rồi tất cả những sự hy sinh của mình từ đó giờ tự nhiên cái mình bỏ ngang vậy hả, cho tới khi mà không còn núm níu được thì người ta mới bỏ. Đó là à, người ta đã có bầu, có con với người khác luôn rồi, mình còn níu giữ gì trong một cái mối quan hệ này nữa. Trong khi một cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ nó ra em cho mình biết bao nhiêu cái tổn thương rồi. Nhưng mà khi mà mình dứt áo ra đi vậy thì mình cũng là không có đành đoạn. Giống như cái cảnh mà bà Mến bà đánh người ta, bà đánh ghen, cái cú đánh ghen đó đang đánh người ta nhưng thật sự là một bạt tai, đó là chấm dứt tình cảm của mình. Thì thì cái đánh đó là ai đau nhất, là bà Mến đau. Bà Mến là người đau nhất, còn bạn kia có thể đau về thể xác, có nghĩa là bạn đó nói là đánh em đi cho em đỡ xấu hổ gì đó, nhưng mà thật ra cái người đau nhất vẫn là bà Mến. Còn ông nhớ với người kia thì từ đây về sau họ đã hạnh phúc với nhau rồi. Còn 12 năm của tôi bỏ ra vì cả một cái nhà này, hoặc là vì một tất cả những cái gì tôi vì mấy người, và thậm chí chưa bao giờ có một cái danh phận là đây là được gọi là chồng mình, tới khi mà phải hỏi là ủa ai là vợ của mấy người.
tới phải hỏi một cái câu đó trong khi sống 12 năm với nhau rồi. Phải hỏi một câu đó thì thật ra người đau buồn nhất, người chịu tổn thương nhất vẫn là bà mến. Mặc dù bà thấy đi đánh ghen giùm người ta không, chửi lộn 3-4 phút, 5-6 phút đồng hồ không ngưng hơi mà chửi rất là rang rãng, nhưng mà tới câu chuyện của mình thì không làm gì được hết. Thế là không lẽ bây giờ đánh, có chửi, có làm này làm kia đi chăng nữa thì càng làm cho người ta đẩy người ta ra xa mình hơn thôi, chứ cũng không có cứu vớt được cái mối quan hệ đó. Đó, các bạn nghe Khoa chia sẻ rồi, các bạn sẽ hiểu thêm về nhân vật Mến, tại sao lại có cái xử lý về cái cảm xúc và cái tình huống như vậy trong Mến Gái Miền Tây, chia sẻ cùng với các bạn.